Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Wigo phiên bản G, phiên bản số tự động được nhiều người quan tâm để ý lựa chọn nhất về cái dòng xe Toyota Wigo mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm ngày 20 tháng 6 năm 2024, đâu đó còn 10 ngày nữa thôi là kết thúc tháng rồi. Video này thì Topka VN sẽ cập nhật về chính sách giá bán hàng khuyến mại tại thời điểm này tại đại lý của mình tốt nhất có thể dành cho Wigo G, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái phiên bản nhập khẩu tại Indo này. Wigo G thì hiện tại ở trong phân khúc nó đang cạnh tranh với cả i10 bản đủ, đang cạnh tranh với cả Kia Morning. Nhưng nói về tầm tiền, tầm giá sau khi trừ đi chương trình khuyến mại thì Wigo G đang có mức giá tốt nhất ở phân khúc cỡ A này quý vị các bạn nhé. Hiện tại thì mức niêm yết của nó cũng chỉ có 405 triệu đồng thôi, và đại lý đang giảm về tiền mặt tại thời điểm này tốt nhất là 14 triệu đồng dành cho quý vị các bạn. Giá xe còn lại có 391 triệu đồng thôi anh chị ạ. Trong khi đó i10 bản đủ tại thời điểm này giá sau trừ khuyến mại là 425 triệu đồng, đang đắt hơn Wigo G đâu đó là 34 triệu anh chị ạ. Nếu như mà Wigo G 391 lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 435 triệu, ở Hà Nội là 463 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 455 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 435, Hà Nội 463 và thành phố Hồ Chí Minh là 455. Nếu như mà lấy trả góp của Wigo G này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 122 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 150 và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 142 anh chị ạ. Tỉnh 122, Hà Nội 150 và thành phố Hồ Chí Minh là 142 theo phương án trả góp. Đó là cái mức giá trả thẳng, trả góp tại thời điểm này tốt nhất có thể, tặng luôn dán kính, tặng trải sàn luôn anh chị ạ. Trước mắt quý vị các bạn đó là Wigo G, một cái màu cam, một cái màu cũng rất là phổ thông. Nhân tiện video này mình xin phép là giới thiệu nhanh qua luôn những option, những trang bị, những tính năng an toàn, rồi là ngoại nội thất của cái Wigo G này dành đến khách hàng mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu, lần đầu có kế hoạch mua xe, thử xem xét rằng với Wigo G này, với tầm tiền như thế này, lựa chọn chiếc xe này tại thời điểm này có ok hay không nhá. Với Wigo G này thì cái phần mặt ca lăng được kéo dài sang hai bên theo kiểu dạng hình thang, nhìn nó to bản, nó tạo ra cái phần đầu đâu đó cảm giác là thể thao và cứng cáp. Logo của Toyota thì vẫn được đặt ở vị trí trung tâm. Điểm mới của Wigo G đó là cái công nghệ đèn trang bị của nó. Nó là dạng đèn pha cốt, là dạng LED rồi anh chị nhá. Ở trong cái phân khúc cỡ A này thì như là chiếc xe i10 vẫn đang là đèn halogen, Morning bản GT Line cũng là đèn LED rồi sao ấy. Thế còn Wigo G này bây giờ là đèn LED luôn rồi. Bản trước của nó là đèn halogen anh chị nhá. Lên đèn LED thì nhìn nó sang hơn, nó sáng hơn anh chị ạ. Đó là về phần đầu xe. Thế còn sang cái phần sườn xe của Toyota Wigo, chiếc xe này thì có một cái ưu điểm, đó là cái không gian bên trong của xe rất là rộng rãi, thoải mái, vì cái chiều dài cơ sở của xe cũng đã được kéo dài thêm. Về cái phần la răng nhá, của nó sẽ là la răng đa chấu hợp kim. Màu của cái la răng này là màu bạc. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là tăng chống. Có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc anh chị nhá. Những cái tính năng an toàn cơ bản thì Wigo G này cũng đã được trang bị rồi. Chúng ta tiếp theo sang bên trên cái phần gương chiếu hậu này thì là gương gập điện, chỉnh điện, có tích hợp sinh ra trên gương, sơn cùng màu thân xe, và quan trọng này này, có cảnh báo điểm mù luôn các bạn nhá. Có cảnh báo điểm mù với Toyota Wigo phiên bản G số tự động này. Ngày trước thì nó là sử dụng hộp số tự động 4 cấp, bây giờ thì nó là sử dụng hộp số tự động vô cấp, hộp số DCVT anh chị ạ. Các bạn, anh chị nào mà chúng ta đi chiếc xe Toyota Way rồi thì cái chiếc xe này hộp số tương tự như vậy. Tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe và có cảm biến mở xe anh chị nhé. Chúng ta chỉ cần đeo chìa khóa bên người thôi, còn đóng mở khóa cửa thông qua cái cảm biến đấy anh chị ạ. Đó là về tiếp theo nữa sang cái phần dung tích tiêu hao nhiên liệu. Cái này mới là đáng chú ý này. Cung đường ở đây thì nó hơi mờ một chút. Trong cung đường kết hợp của nó là 5,2 lít. Đấy, một chiếc xe ở phân khúc cỡ A cạnh tranh với cả i10, cạnh tranh với cả Kia Morning. Nhưng mình chắc chắn với quý vị các bạn rằng Wigo này tiết kiệm hơn rất nhiều so với cả i10 và Morning anh chị nhá. Mình khẳng định luôn là tiết kiệm hơn rất nhiều chứ không phải nhiều anh chị ạ. Tiếp theo nữa là sang cái phần đuôi sau của Wigo. Phần đuôi sau này thì kiểu dáng thiết kế với những cái đường gân dập tạo ra cái sự thể thao, nhìn cũng tương đối là cứng cáp. Cái phần sau này logo của Toyota đây đúng không ạ, được đặt thẳng lên bên trên này, rồi là bên dưới là cái lẫy để mổ cái không gian cốp.
Wego G, đúng không ạ? Máy 1.2. Máy 1.2 hộp số DCVT. Ở đằng sau này thì có một cái cụm đèn hậu phía sau. Ngoài ra thì về tính năng an toàn nhé, thì chiếc xe này có được trang bị về cam lùi, có được trang bị về cảm biến anh chị nhé. Đây là cái cảm biến này. Đấy, cảm biến lùi. Đấy, có hai cảm biến lùi anh chị nhé. Nhìn cái màu cam này nhìn rất là dễ nhìn. Wego có màu cam này, có màu đỏ này, có màu trắng này, có màu ghi bạc nữa anh chị nhé, không có màu đen. Màu đen thì ở phân khúc cỡ A thì hình như là không có chiếc xe nào có. Vì đã là phân khúc cỡ A thì nó nhỏ xe mà trang bị màu đen thì đúng là nó còn bé nữa đi ấy, nhìn rất là khó nhìn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lốp xô cua, nó chỉ là lốp xô cua thôi, tức là cái lốp của nó sẽ nhỏ hơn 1 inch so với cả cái lốp chính anh chị nhé. Đấy, nó nhỏ hơn 1 inch, nó chỉ là lốp để chúng ta thay vào đi về gara, sau đó chúng ta lại sửa cái lốp chính đi và lại thay lại lốp chính vào anh chị ạ. Chiếc xe Wego này ở không gian nội thất bên trong của xe thì là nó sẽ là màu đen, ghế là ghế nỉ anh chị ạ. Cái ghế nỉ này, cái ghế nỉ này mà anh chị mà chúng ta đi gia đình ấy thì có thể để nguyên lại được. Thì còn anh chị mà chúng ta chạy công việc, chạy công ty, chạy dịch vụ chẳng hạn thì mình nghĩ rằng nên bọc lại một bộ ghế da, đâu đó thêm khoảng tầm 2-3 triệu là ok rồi. Đấy, vô lăng của xe thì có được trang bị túi khí người lái này. Chiếc xe này có hai túi khí này, rồi là điều chỉnh âm lượng này, điều chuyển kênh này, rồi là đàm thoại rảnh tay này. Chiếc xe này thì về cơ bản là có nhiều chi tiết nhựa ở bên trong này, cho nên là để mà nó hỏng thì chắc là khó. Nó rất là bền, từ táp lô cho đến vô lăng, mọi cái anh chị ạ. Wego G model 2023, màn hình giải trí 7 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto nhá, kết nối AUX, nghe đài radio. Bên dưới là hệ thống điều hòa, hai cửa gió điều hòa trung tâm. Đấy, màn hình này là màn hình của Toyota luôn anh chị ạ. Đây là cái cửa gió điều hòa trung tâm này, nút cảnh báo này, rồi là nút đèn ổ start stop ở bên dưới này này. Ngoài ra thì hệ thống điều hòa cũng là hệ thống điều hòa tự động rồi, và nó có chế độ Max Cool. Cái chỗ đây, cái chế độ này thì xe Toyota thì mình thấy ít, tức là nó sẽ làm mát cái không gian làm sao là nhanh nhất. Thường ở trên những cái dòng xe của bên Honda thì hay có cái chế độ Max Cool, tức là nó sẽ điều chuyển về nhiệt độ thấp nhất và tốc độ gió cao nhất làm sao để không gian bên trong của xe mát nhanh nhất. Đấy, khoảng tầm 5-10 phút thì chúng ta sẽ điều chỉnh theo nhiệt độ mong muốn của chúng ta anh chị ạ. Nhìn vào nói vậy cho nó dễ hiểu. Ghế của nó là ghế nỉ anh chị nhá, chất liệu nỉ, đi gia đình thì cũng vẫn thoải mái thôi. Nếu không thích thì anh chị chúng ta có thể đi một thời gian sau đó bọc lại ghế da cũng được, chứ không nhất thiết là phải bọc lại ghế da ngay. Không gian bên trong của Toyota Wego phải nói là rất rộng, phải nói là như vậy. Wego cùng với cả i10 là hai chiếc xe mà mình ngồi, là cả hàng ghế phía trước, cả hàng ghế phía sau là đều cảm nhận rằng nó rất rộng rãi, thoải mái. Chỉ cần nhìn thôi, đây chúng ta chỉ cần nhìn thôi chứ không cần ngồi vào. Cái khoảng cách từ đầu gối đến hàng ghế phía trước hay là cái độ cao của trần của nó thì không phải nghĩ với chiếc xe này. Vậy thì trên đó là Top Car VN cũng đã cập nhật rất chi tiết mức giá lăn bánh khuyến mại tại thời điểm này của chiếc xe Toyota Wego phiên bản G. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm, chúng ta đang cần tìm một chiếc xe như thế này, tầm giá như thế này, cần xem xe lái thử trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.